khi chúng ta thực hành con đường khi chúng ta rèn luyện thân và lời nói của chúng ta tất cả đều được thực hiện trong cùng chính một cái tâm chính là do ở trong cùng một nơi mà chúng có thể nhìn thấy nhau con đường nhìn thấy thế gian nếu chúng ta thực hành với cái tâm này của chúng ta chúng ta sẽ bắt gặp sự bám níu này vào khen danh thơm niềm vui và hạnh phúc chúng ta thấy sự dính mắt với thế gian đức phật dạy các ông nên biết thế gian nó lộng lẫy như chiếc xe ngựa của nhà vua những kẻ xuẩn ngốc mê mẩn bởi nó nhưng kẻ trí thì không bị nó lừa gạt không phải ngài muốn chúng ta đi khắp thế gian nhìn vào mọi thứ nghiên cứu mọi thứ về nó ngài chỉ muốn chúng ta quan sát cái tâm dính mắt với thế gian khi đức phật bảo chúng ta nhìn thế gian ngài không muốn chúng ta bị mắc kẹt trong đó ngài muốn chúng ta thẩm sát nó do bởi thế gian được sinh ra ngay trong tâm trí này thôi ngồi dưới bóng mát của một cái cây các ông có thể nhìn thế gian khi có ham muốn thì thế gian tức khắc xuất hiện ngay tại đó ham muốn là nơi sinh của thế gian dập tắt ham muốn là dập tắt thế gian khi ngồi hành thiền chúng ta muốn tâm an bình nhưng nó không an bình tại sao lại như vậy chúng ta không muốn suy nghĩ nhưng chúng ta lại suy nghĩ nó giống như một người ngồi trên một cái tổ kiến kiến cứ liên tục cắn anh ta khi tâm là thế gian thì thậm chí ngồi yên với đôi mắt khép lại tất cả những gì chúng ta thấy vẫn là thế gian niềm vui nỗi buồn sự lo lắng bối rối tất cả đều sinh khởi tại sao lại như vậy đó là vì chúng ta vẫn chưa chứng ngộ được đam ma. Nếu tâm chưa chứng ngộ được đam ma, thì hành giả không thể kham nhẫn với các pháp thế gian. Anh ta không thẩm sát được điều gì. Việc này giống như thể anh ta đang ngồi trên một tổ kiến. Những con kiến sẽ cắn anh ta vì anh ta ngồi ngay trên nhà của chúng. Vậy anh ta nên làm gì? Anh ta nên tìm một ít thuốc độc hoặc dùng lửa để đuổi chúng đi nhưng hầu hết những người thực hành đa ma không nhìn thấy vấn đề theo cách như vậy nếu họ cảm thấy hài lòng thì họ cứ làm theo sự hài lòng nếu cảm thấy bất mãn thì họ cứ việc làm theo đó chạy theo các pháp thế gian thì tâm sẽ trở thành thế gian đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng ồ tôi không thể làm điều đó nó quá sức của tôi vì vậy chúng ta thậm chí không màng đến việc làm thử điều này là do bởi tâm đầy phiền não các pháp thế gian ngăn chặn con đường không cho nó sinh khởi chúng ta không thể kham nhẫn với việc tu tập giới định và tuệ việc này giống như người ngồi trên tổ kiến anh ta không thể làm bất cứ điều gì kiến bò khắp người và cắn anh ta anh ta đang bị nhấn chìm trong sự bối rối và lo lắng do anh ta không thể giải thoát mình khỏi cái chỗ ngồi nguy hiểm nên anh ta cứ ngồi đó và đau khổ việc thực hành của chúng ta cũng giống như vậy các pháp thế gian hiện hữu trong tâm của chúng sinh thế gian khi những chúng sinh đó muốn tìm sự bình an thì các pháp thế gian sẽ xuất hiện ngay tại đó để gây chướng ngại khi tâm si mê thì chỉ có sự tối đen khi trí tuệ sinh khởi thì tâm sáng chói do bởi si mê và trí tuệ được sinh ra ở cùng một nơi. Khi si mê sinh khởi, trí tuệ không thể bước vào bởi vì tâm đã chấp nhận sự si mê. Khi trí tuệ nảy sinh thì si mê không thể ở lại. Vì vậy, Đức Phật khuyên các đệ tử của mình thực hành với tâm bởi vì thế gian được sinh ra trong tâm này, tám pháp thế gian ở đó. Bác chánh đạo đó là sự thẩm sát thông qua thiền vắng lặng và thiền minh sát, nỗ lực tinh tấn và trí tuệ mà chúng ta phát triển. Tất cả những điều này có tác dụng làm lơi sự kìm kẹp của thế gian. Sự dính mắt, tham, ác cảm, sân và ảo tưởng, si trở nên nhẹ hơn. Chúng ta biết chúng là đã nhẹ hơn. Nếu chúng ta có được danh thơm, đạt được của cải vật chất được khen ngợi hạnh phúc hay đau khổ chúng ta biết về nó chúng ta phải biết những điều này trước khi chúng ta có thể vượt qua thế gian bởi vì thế gian ở bên trong chúng ta khi thoát khỏi những điều này tham sân si chúng ta giống như rời khỏi một căn nhà khi bước vào nhà chúng ta có cảm giác như thế nào chúng ta thấy rằng chúng ta đã đi qua cánh cửa và bước vào nhà khi chúng ta rời khỏi nhà, chúng ta thấy rằng chúng ta đã bỏ nó lại để vào nơi ánh sáng mặt trời tươi sáng. Ở đây không tâm tối như ở bên trong ngôi nhà. Hành động của tâm thâm nhập vào các pháp thế gian cũng giống như việc bước vào nhà. Tâm đã phá hủy các pháp thế gian giống như người đã rời khỏi ngôi nhà. Vì vậy, hành giả phải trở thành người chứng kiến đa ma cho chính mình. Vì ấy tự biết liệu các pháp thế gian đã ra đi hay chưa liệu con đường đã phát triển hay chưa khi con đường đã được tu tập tốt nó sẽ thanh lọc các pháp thế gian nó sẽ trở nên ngày càng mạnh hơn chánh kiến tăng trưởng thì tà kiến giảm đi cho đến khi cuối cùng thì con đường tiêu diệt phiền não bằng không thì phiền não sẽ tiêu diệt con đường chánh kiến và tà kiến chỉ có hai con đường này Tà kiếm cũng có những mánh lới của nó, các ông biết đấy, nó có trí tuệ của nó. Nhưng trí tuệ đó là lầm đường lạc lối. Những hành giả mới bắt đầu tu tập con đường sẽ kinh nghiệm một sự tách ra. Cuối cùng như thế anh ta là hai con người, một người thuộc về thế gian và người kia thuộc về con đường. Chúng chia chẻ ra, chúng tách ra hoàn toàn. Hễ khi anh đang thẩm sát là có sự tách ra này và sự việc cứ tiếp diễn mãi cho đến khi tâm đạt được tuệ giác vipassana hoặc có thể đó là vipassanu vipassanu pakilesa tùy phiền não khi đã cố gắng tạo được những kết quả tốt đẹp trong sự thực hành của chúng ta nhìn thấy chúng và chúng ta dính mắt với chúng loại bám níu này xuất phát từ việc chúng ta muốn có được thứ gì đó từ sự thực hành đây là vipassanu sự khôn ngoan của các phiền não chẳng hạn trí tuệ bị ô nhiễm một số người tu tập thiện pháp và bám níu vào nó một số tu tập phát triển sự thanh lọc giới và định và bám níu vào nó hoặc họ tu tập tuệ và bám níu vào nó hành động bám níu vào sự thiện lành hay trí tuệ đó là vipassanu đang thâm nhập vào sự thực hành của chúng ta vì vậy khi các ông tu tập vipassana hãy cẩn thận hãy cảnh giác với vipassanu bởi vì chúng gần với vipassana đến nỗi đôi khi các ông không thể nói đâu là vipassana và đâu là vipassanu nhưng với chánh kiến chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng cả hai nếu đó là vipassanu thì đôi lúc sẽ có đau khổ sinh khởi. Nếu đó thực sự là vipassana thì không có đau khổ. Có sự an bình. Cả hai hạnh phúc và đau khổ đều được làm cho nín lặng. Các ông có thể tự thấy điều này cho chính mình. Việc thực hành này đòi hỏi sự kham nhẫn. Một số người khi thực hành không muốn bị làm phiền bởi bất cứ điều gì, họ không muốn gặp trở lực nhưng dĩ nhiên vẫn có những trở lực như trước đây vì vậy chúng ta phải cố gắng tìm cách chấm dứt trở lực qua chính những trở lực vì vậy nếu có những trở lực trong sự thực hành của các ông thì điều đó là đúng nếu không có trở lực thì điều đó là không đúng các ông cứ việc ăn và ngủ nhiều như các ông muốn vậy thôi không có trở lực thì khi các ông muốn đi đâu hoặc nói bất cứ điều gì các ông có việc làm theo ý muốn của các ông lời dạy của đức phật các ông nghe không lọt lỗ tai con đường siêu thế đi ngược lại với thế gian chánh kiến trái ngược với tà kiến sự trong sạch đối nghịch lại với sự ô nhiễm giáo lý đối nghịch với những ham muốn của chúng ta có một câu chuyện trong kinh điển kể về đức phật trước khi ngài chứng ngộ được đạo quả giải thoát vào lúc đó Ngài được cúng dường một khay cơm sau khi thọ thực xong, ngài thả khay xuống dòng nước, phát nguyện trong tâm của mình, nếu ta sẽ giác ngộ, nguyện cho cái khay này trôi ngược dòng. Cái khay trôi ngược lên thượng nguồn. Cái khay đó là chánh kiến của Đức Phật, hay Phật tính mà ngài sẽ giác ngộ. Nó không chạy theo những ham muốn của những chúng sinh bình thường, nó chảy ngược dòng tâm của ngài nó đối nghịch với thế gian về mọi phương diện. Ngày nay tương tự như vậy, lời dạy của Đức Phật cũng trái ngược với tâm của chúng ta. Mọi người muốn đắm chìm trong tham lam và hận thù, nhưng Đức Phật sẽ không để cho chúng ta sống theo kiểu như vậy. Mọi người muốn bị lừa dối, nhưng Đức Phật phá tan ảo tưởng. Vì vậy, tâm của Đức Phật trái ngược với tâm của chúng sinh thế gian thế gian gọi thân là đẹp, Ngài nói nó không đẹp. Họ nói rằng thân này thuộc về chúng ta, Ngài nói không phải như vậy. Họ nói rằng nó có thực chất, Ngài nói không phải vậy. Chánh kiến thì dược lên trên thế gian, chúng sinh thế gian chỉ xuôi theo dòng chảy của thế gian. Lại nói tiếp, khi Đức Phật đứng dậy từ chỗ đó, Ngài đã nhận được tám bó cỏ do một người bà la môn cúng dường ý nghĩa thật sự của việc này là tám bó cỏ đó là tám pháp thế gian được và mất khen và chê danh thơm và tiếng xấu hạnh phúc và đau khổ đức phật sau khi đã thọ nhận các bó cỏ này quyết tâm ngồi trên đó và nhập định samadhi hành động ngồi trên cỏ tự thân nó là samadhi nghĩa là tâm của ngài vượt trên các pháp thế gian khuất phục thế gian cho đến khi chứng ngộ được pháp siêu thế các pháp thế gian đã trở nên giống như đồ phế thải đối với ngài chúng mất tất cả ý nghĩa ngài ngồi trên chúng nhưng chúng không cách nào cản trở tâm của ngài ác ma đến cố gắng để đánh bại ngài nhưng ngài chỉ ngồi đó trong samadhi khuất phục thế gian cho đến khi cuối cùng ngài đã giác ngộ pháp chân lý đa ma và hoàn toàn đánh bại ma dương ma ra điều đó có nghĩa là ngài đã khuất phục thế gian vì vậy thực hành tu tập con đường chính là cái giết chết các phiền não con người ngày nay có ít đức tin sau khi đã thực hành một hoặc hai năm họ muốn đến đó và họ muốn đi sao cho nhanh họ không quán xét rằng Đức Phật, bậc đạo sư của chúng ta đã từ bỏ gia đình tròn 6 năm trước khi Ngài giác ngộ. Đó là lý do tại sao chúng ta có giải thoát đến từ sự lệ thuộc. Có nghĩa là vị ấy phải sống dưới sự hướng dẫn của một nhà sư cao hạ ít nhất là 5 năm. Theo kinh điển, một nhà sư phải có ít nhất năm hạ sống và tu học với thầy của mình thì mới được coi là có thể tự sống một mình. Đến thời điểm này thì vị ấy đã học tập và thực hành đầy đủ, vị ấy có kiến thức đầy đủ, vị ấy có đức tin và tư cách đạo đức tốt. Ai mà thực hành được 5 năm thì tôi nói vị ấy đã thuần thục. Nhưng vị ấy phải thực sự thực hành, chứ không phải chỉ khoát chiếc y vào rồi tụ tập lang thang trong 5 năm vì ấy phải thực sự biết chăm sóc cho việc thực hành của mình, phải thật sự thực hành. Khi các ông vẫn còn chưa đủ năm hạ, các ông có thể thắc mắc giải thoát đến từ sự lệ thuộc mà Đức Phật đã dạy này là gì. Các ông phải thực sự cố gắng thực hành trong 5 năm, và rồi các ông sẽ tự biết về những phẩm chất mà ngài đang nói đến. Sau thời gian đó, chắc hẳn các ông đã đủ năng lực, đủ năng lực trong tâm là một người chắc chắn không còn hoài nghi ít nhất sau năm hạ các ông có lẽ đã đạt được tầng đạo quả đầu tiên của sự giác ngộ đây không chỉ là năm hạ để trao dồi thân mà còn là năm hạ để trao dồi tâm nhà sư đó biết hổ thẹn ghê sợ tội lỗi và có sự khiêm tốn vị ấy không dám làm những việc tà dậy trước mặt mọi người hay sau lưng họ không dám làm trong ánh sáng hoặc trong bóng tối tại sao không dám bởi vì vị ấy đã đạt được phật tánh người biết vị ấy nương tựa vào phật pháp và tăng để nương tựa vào phật pháp và tăng chúng ta phải thấy cho được đức phật không biết đức phật mà nương tựa vào tam bảo liệu có ích lợi gì chứ nếu chúng ta chưa biết phật pháp và tăng việc chúng ta nương tựa vào tam bảo chỉ là hành động của thân và khẩu tâm vẫn chưa đến được đó một khi tâm đã đến được đó chúng ta sẽ biết phật pháp và tăng là như thế nào và rồi chúng ta có thể thật sự nương tựa vào tam bảo bởi vì những điều này sinh khởi trong tâm của chúng ta ở đâu chúng ta đều có phật pháp và tăng bên trong tự thân chúng ta một người như thế này thì không dám làm điều ác đây là lý do tại sao chúng ta nói rằng một người đã đạt được tầng đạo quả đầu tiên của sự giác ngộ sẽ không còn tái sanh vào khổ cảnh tâm của vị ấy vững chãi vị ấy đã nhập vào dòng thánh vị ấy không còn hoài nghi nếu vị ấy không đạt được sự giác ngộ viên mãn ngày hôm nay thì chắc chắn việc ấy sẽ xảy ra trong một thời gian nào đó trong tương lai vị ấy có thể hành động lầm lạc nhưng nó không đủ lực để đưa vị ấy xuống địa ngục có nghĩa là vị ấy sẽ không quay trở lại với những hành động bất thiện về thân và khẩu vị ấy không có khả năng để làm những chuyện như vậy vì vậy chúng ta nói rằng vị ấy đã bước vào dòng thánh vị ấy sẽ không thối chuyển đây là điều các ông nên tự nhìn thấy và biết cho chính mình ngay trong chính kiếp sống này Ngày nay, những người trong số chúng ta vẫn còn nghi ngờ về sự thực hành nghe những điều này và nói Ồ, tôi có thể làm việc đó như thế nào đây? Đôi khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc đôi khi gặp rắc rối, hài lòng hoặc không hài lòng Vì lý do gì vậy? Bởi vì chúng ta không biết Đa Ma Đa Ma là gì? Chỉ là Đa Ma của thiên nhiên cái thực tại xung quanh chúng ta thân và tâm đức phật dạy đừng bám níu vào năm uẩn khanda hãy buông bỏ chúng hãy từ bỏ chúng vậy tại sao chúng ta không thể buông bỏ chúng chỉ vì chúng ta không thấy chúng hoặc không biết chúng một cách đầy đủ chúng ta thấy chúng là chính mình chúng ta thấy mình trong năm uẩn hạnh phúc và đau khổ chúng ta thấy chúng là chính mình chúng ta thấy mình trong hạnh phúc và đau khổ chúng ta không thể tự tách chúng ta ra khỏi chúng. Khi chúng ta không thể tách chúng ra, có nghĩa là chúng ta không thể nhìn thấy đa ma, chúng ta không thể nhìn thấy thiên nhiên. Hạnh phúc, đau khổ, niềm vui và nỗi buồn, không có thứ gì trong số chúng là chúng ta cả, nhưng chúng ta coi chúng là chúng ta. Khi những thứ này tiếp xúc với chúng ta, chúng ta sẽ thấy một khối ata hay tự ngã hễ nơi nào có tự ngã thì nơi đó các ông sẽ tìm thấy hạnh phúc, đau khổ và mọi thứ khác. Vì vậy, Đức Phật dạy để chúng ta tiêu diệt cái khối tự ngã này, tức là tiêu diệt thân kiến, Sakaya Ditti. Khi Ata tự ngã bị tiêu diệt thì Anatta vô ngã sẽ sinh khởi một cách tự nhiên. Chúng ta xem thiên nhiên là chúng ta và bản thân chúng ta là thiên nhiên vì vậy chúng ta thật sự không hiểu biết được thiên nhiên nếu nó tốt thì chúng ta cười với nó nếu nó tồi tệ thì chúng ta khóc về điều đó nhưng thiên nhiên chỉ đơn giản là Sankhara các pháp hữu di khi chúng ta tụng kinh Sam vubasamo sukho làm yên các hành là hạnh phúc thật sự làm thế nào để chúng ta làm yên chúng chúng ta chỉ đơn giản loại bỏ sự bám níu và nhìn chúng y như chúng thật là vì vậy có sự thật trên thế gian này cây cối núi non và dây leo tất cả đều sống theo sự thật của chính chúng chúng sinh ra và chết theo thiên nhiên của chính chúng chính là con người chúng ta mới sống không đúng với sự thật chúng ta nhìn thấy thiên nhiên và nhặn xị lên với nó nhưng thiên nhiên thì dững dưng, nó chỉ là chính nó. Chúng ta cười, chúng ta khóc, chúng ta giết hại, nhưng thiên nhiên vẫn mãi là sự thật, vì nó là sự thật. Cho dù chúng ta hạnh phúc hay đau buồn đến đâu, thì thân này cũng chỉ đi theo thiên nhiên của chính nó. Nó sinh ra, lớn lên và già đi, thay đổi và già đi theo thời gian. Nó vận hành theo thiên nhiên theo cách này bất cứ ai cho thân là chính mình và đi đâu cũng mang nó đi cùng với mình thì sẽ chịu đau khổ. Vì vậy, Anya Kodanya nhận ra bất cứ cái gì sinh ra này trong mọi thứ, dù là vật chất hay phi vật chất, quan điểm của Ngài về thế gian đã thay đổi. Ngài nhìn thấy sự thật. Khi đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, Ngài đem sự thật đó theo mình. Tiến trình sinh và tử vẫn tiếp tục, nhưng ngài chỉ đơn giản nhìn chúng mà thôi. Hạnh phúc và đau khổ đang sinh khởi và hoại diệt, nhưng ngài chỉ ghi nhận chúng. Tâm của ngài bất biến, ngài không còn rơi vào khổ cảnh. Ngài không cảm thấy quá vui mừng hoặc phiền muộn về sự vật và các hiện tượng. Tâm của ngài đã được thiết lập vững chắc trong sự quán chiếu. Đó Anya à Kondanya đã nhận được pháp nhãn. Ngài đã nhìn thấy thiên nhiên mà chúng ta gọi chúng là các pháp hữu vi, Sankhara, theo đúng với sự thật. Trí tuệ là cái biết được sự thật về Sankhara. Đây là cái tâm biết và thấy pháp, chân lý, Dhamma, nó đã bị khuất phục. Khi nào chúng ta vẫn còn chưa thấy được Dhamma, chúng ta phải có sự kiên nhẫn và tự chế chúng ta phải kham nhẫn, chúng ta phải từ bỏ. Chúng ta phải trao dồi sự tinh cần và kham nhẫn. Tại sao chúng ta phải trao dồi sự tinh cần? Bởi vì chúng ta lười biếng. Tại sao chúng ta phải tu tập kham nhẫn? Bởi vì chúng ta không kham nhẫn. Sự thể là như vậy. Nhưng khi chúng ta đã xây dựng được thói quen trong sự thực hành của chúng ta, không còn lười biếng nữa thì chúng ta không cần đến sự tinh cần nếu chúng ta đã biết sự thật về tất cả các trạng thái tâm nếu chúng ta không thấy hạnh phúc hoặc đau khổ về chúng thì chúng ta không cần phải rèn luyện sự kham nhẫn nữa bởi vì tâm đã là đa ma rồi người biết đã thấy đa ma người biết ấy chính là đa ma khi tâm là đa ma nó sẽ dừng lại nó đã đạt được sự an bình không còn cần phải làm bất cứ điều gì đặc biệt bởi vì tâm đã là đa ma rồi bên ngoài là đa ma bên trong là đa ma người biết là đa ma trạng thái tâm là đa ma và cái biết được trạng thái đó là đa ma nó là một nó tự do tự tại thiên nhiên này không sinh ra nó không già không bệnh thiên nhiên này không chết thiên nhiên này không vui mà cũng không buồn không lớn mà cũng không nhỏ, không nặng mà cũng không nhẹ, không ngắn mà cũng không dài, không đen mà cũng chẳng trắng, không có thứ gì các ông có thể so sánh với nó, không có quy ước nào có thể chạm được tới nó. Đây là lý do tại sao chúng ta nói niết bàn, nibbana không có màu sắc. Tất cả các màu sắc chỉ là quy ước, các quy ước của thế gian không thể nào chạm đến cái trạng thái vượt ra khỏi thế gian vì vậy pháp đa ma là cái vượt ra khỏi thế gian đó là điều mà mỗi người nên tự nhìn thấy cho chính mình nó vượt ra khỏi ngôn ngữ các ông không thể diễn đạt thành lời các ông chỉ có thể nói về cách thức và phương tiện để chứng ngộ nó người đã tự mình nhìn thấy nó thì đã hoàn thành công việc của mình theo opening the dama ai the dama ai the dama ai the dama